ở đây là mình đã vẽ đủ đầy đủ là cái phần chiều ngang với lại cái phần chiều dọc luôn đó, nó đầy đủ. Khi mà các bạn vẽ xong á thì cái sản phẩm của mình đó thì nó sẽ giống như cái bản này ha. Đó. Cho nên các bạn chịu khó đếm mô giùm mình ha. Đó. Chỉ cần làm một lần thôi là mình làm được ha, tại hoa văn này cũng khá là đơn giản. Ở đây cái phần chữ này mình sẽ thêu màu trắng nha, còn cái phần gạch chéo này mình sẽ thêu cái màu nhạt, nhạt hơn cái màu tông của cái sợi chính. Còn những cái phần thừa nè, phần thừa nè là mình sẽ thêu cái màu màu chính. Còn cái phần hai cái đường trắng này nè, không có thấy gì ha, xám xám là mình thêu màu chính nè. Đây xám xám cũng là màu chính, còn trắng tinh như thế này là mình thêu màu trắng ha. Cái chữ này cũng thêu màu trắng luôn nha. Thì sau khi kẻ xong cái phần thân nè thì mình sẽ kẻ tiếp cái phần hông. Thì hông ở đây sẽ dễ hơn nha. Hông thì các bạn sẽ đặt tại vì hông nó sẽ ngắn hơn cái phần thân một ô, nhưng mà nó ngắn hơn tới hai cái chấm này lận. Thì bây giờ các bạn đặt, các bạn chọn cho mình một cái phần ở giữa ha. Đó, chặn ở giữa, các bạn copy, các bạn đồ lên, các bạn đặt cái phần hông này lên cái phần đó, các bạn đồ. Đồ xong rồi á, ở dưới đây mình cũng đồ luôn, ở đây được bao nhiêu tới đâu thì mình đồ tới đó. Cái đường chấm cuối cùng thì các bạn kẻ một đường ngang cho mình ha, thay vì cái kia nó không có đường ngang thì mình làm đường ngang cho nó đồng bộ ha, cho nó giống trên này dưới đây. Trên thân cũng có đường hai đường ngang ở trên dưới, thì ở đây mình cũng muốn có đường ngang luôn. Ở đây thì nó không có đủ tròn vẹn cái ô tròn này cũng không sao nha, chủ yếu là mình ở phần ở trên cho nó khớp chứ cái phần thân thôi ha. Lúc nãy mình còn quên một cái là mình phải cắt bỏ lỗ khoen. Nếu như mà các bạn móc quai mà cái quai mà không phối với cái khoen như thế này á thì mình không cần phải cắt bỏ lỗ như thế này ha. Đó. Ở đây có mấy cái chấm trắng nè, là từ cái cột thứ ba, 1 2 3, từ thứ ba qua 1 2 3 thì bỏ cái đường đen ở trên. Đây, những cái chấm trắng là những chỗ mình sẽ bỏ lỗ ha. Thì mình sẽ cắt bỏ cái lỗ này, cái chấm tròn này, xong mình cắt bỏ luôn cái chấm tròn thứ 1. Này là thứ 2 ha, chấm tròn thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Nghĩa là mình sẽ bỏ chấm tròn thứ 2 và thứ 5, đếm từ trên này xuống. Thì ở trong cái hình này nó đã có sẵn rồi nè, ở bên này ha. Bên này nè. Hai bên cân xứng, cân đối với nhau. Từ bên đây cũng cột thứ ba, bên đây cũng cột thứ ba qua luôn ha. Hoặc là các chị có thể là đặt cái khoen lên tùy ý mình thích, thì mình muốn bỏ nó xa gần gì đó mình chỉnh, tùy chỉnh ha. Còn nếu như quay móc thì không cần phải chỉnh. Rồi. Cắt hai bên như vậy cho mình. Bây giờ mình sẽ thêu nha. Cái màu này mình mới lên cho nên mình cũng không biết là cái màu này nó có hợp với màu chính không. Bây giờ mình cứ hướng dẫn thêu trước đi, rồi một lát nó có hợp hay không thì mình chọn màu khác. Thường một dây như thế này là mình kéo ra tầm khoảng cái gian tay của mình 1,5 ha. Cái dây của mình 1,5 tùy theo mấy chị, các chị các bạn gì. Mình muốn dây dài bao nhiêu. Tại vì dài quá thì khi kéo mình thấy hơi lâu, tốn thời gian. Mình dài vừa phải thì mình nó đỡ cái công kéo sợi của mình hơn. Với lại khi mà mình cái dây mình kéo một hồi á, nó sẽ qua cái phần cái chân, cái đoạn mà màu này nó sẽ biến màu, thì cái đoạn đó mình sẽ bỏ đi ha, để mình thiêu vô thì nó xấu cái sản phẩm, mất công phải đi giặt nữa. Gió quá. Cái màu xám trắng này mình sẽ thêu cho cái đường sọc mình sẽ thêu cho đường sọc trước ha, rồi sau đó mình mới những cái còn thừa lại đó, những cái phần nào nổi thì mình sẽ thêu trước, còn những cái còn lại thì mình sẽ thêu cái màu chính là màu xám đậm. Nếu như mà là mình thêu luôn á thì mình sẽ bắt đầu từ cái đường này mình chạy dài qua ha, chạy qua dài qua
xong mình đảo lại rồi mình mới thêm cái đường chéo này. Ở đây mình thêu thử xem là cái hoa văn nó có khớp với nhau không, cho nên mình chỉ thêu khoảng một vòng gần gần đây thôi, để xem cái màu mình phối có được không. Thì mình chọn cái nào ở giữa thêu cho nó tránh cái lỗ này. Cái mối đầu tiên lúc nào thì mình cũng sẽ gút 2-3 mối như thế này ha. Mình làm một cái mối gút bự. Còn những cái sợi tiếp theo thì mình chỉ cần mình nối sợi tiếp theo rồi mình buộc hai cái lại với nhau thôi, mình không cần phải nối. Ví dụ như một cái đường nào mà đường dọc hoặc đường ngang á, thì các bạn sẽ đi một đường dài hết xong mình mới đảo lại ha. Còn theo cái đường chéo thì cái nào một mũi nào thì mình sẽ thêu dứt khoát cái mũi đó luôn, có nghĩa là mình thêu thành một chữ X luôn. Còn nếu như mà thêu đường ngang hoặc đường dọc thì mình sẽ thêu dấu sắc xong rồi một lát mình thành dấu quyền đó, mới thành chữ X ha. Còn cái đường chéo thì mình đi dứt khoát luôn cho xong cái mũi đó. Rồi tương tự như vậy thì các bạn thêu ở đây, thêu xung suốt đường chéo này, có thể mình đi theo hết hai đường này, hai đường dọc này, xong cái đi đường chéo này, đi đường chéo này lên đây thì mình đi qua đường chéo bên đây, đường chéo bên đây cái mình đi hai cái đường dọc này xong cái mình mới đi đường chéo này xuống đây. Nói chung mình đi như vậy thì khi mà đi đến hết đây mình có cái đường đi trở về nữa, nó sẽ bị đỡ cái cong mình phải buộc dây nối sợi nhiều ha. Rồi sau khi các bạn thêu xong thì mình sẽ bắt đầu gắn chân đế nha. Chân đế xong rồi sau đó mình ráp cái phần hông. Chân đế này các bạn gắn thì tùy chọn thôi. Rồi mình chọn một cái chính giữa mình ghim vô. Một bên là 33, một bên là 34. Mình quên xem cái gì. Còn này là 9 ha, mình ghim trên cái chỗ ô thứ 9, mỗi bên 9 mũi. Rồi, sau khi mình gáp xong một bên hông thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nha. Trước khi ráp hông thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc quai. Thì các bạn có thể là ráp quai vào trước khi mà mình may giải lót, hoặc là các bạn có thể là ráp sau may giải lót đều được ha. Thì muốn may giải lót thì mình phải ráp hông, cho nên thì có hai lựa chọn, một là ráp quai trước khi ráp giải lót, hoặc là ráp sau ha. Quai thì mình móc như thế này xong rồi mình để một lát nữa mình đo lại hai cái xem nó có bằng nhau hay không. Tại vì mình móc cái trước cái sau mình hay móc một cái thì mình móc lỏng tay, một cái mình móc siết. Cho nên nhiều khi cái chiều dài á nó có chênh lệch thì mình sẽ kéo ra như thế này. Ha. Mình sẽ kéo ra cho nó bằng. Để nhiều khi mình may cái ống nhựa vô xong rồi á thì mình lại thấy là cái một cái dài một cái ngắn ha. Rút kinh nghiệm mấy lần mình móc nó cứ bị lệch chiều dài. Rồi bây giờ các bạn sẽ gầy cho mình 68 mũi ha.
Sau khi móc xong 68 mũi thì các bạn sẽ đánh dấu từ cái mũi bính số 2 cho mình ha. Đánh dấu cái mũi bính số 2. Rồi. Các bạn móc từ cái mũi bính số 3 các bạn móc dài qua cho mình ha. 68 trừ 3. Các bạn móc cho mình 65 mũi. Rồi mình móc xong 65 mũi ha. Ở ngoài đầu này mình vẫn còn một mũi nha các bạn. Cái mũi này các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi đơn vào cùng một chân ha. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ móc căng xứng qua. Mình móc ngang qua đây, ngoài trừ cái ba mũi này thì các bạn móc căng xứng qua. Thì có cái lỗ bính này các bạn móc vào. Vừa móc các bạn vừa kẹp cái sợi thừa cho mình. Ở đây cái mặt sau này nè, mình sẽ làm mặt phải ha. Thì cái sợi thừa mình sẽ đưa lên phía bên trước của mình theo các bạn. Rồi các bạn móc dài qua đến đây ha. Các bạn dài đến đây cũng là 65 mũi luôn. Thì khi đến cái kim đánh dấu này nè, thì mình sẽ móc cái phần 3 mũi đơn vào cùng một chân ha. Rồi cái chỗ kim băng đánh dấu đó các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi đơn vào cùng một chân. Như vậy là mình xong cái dòng số 1 rồi. Tiếp theo cái dòng số 2 thì các bạn sẽ móc cho mình một đơn. Các bạn móc một đơn liên tiếp luôn nha. Cái này mình móc theo kiểu dòng xoắn ốc như thế này nè. Sẽ không có mũi dời để kết thúc cái hàng ha. Mình móc tròn luôn. Đó, cái mũi số 1 thì mình sẽ đánh dấu lại. Rồi các bạn móc cho mình mũi đơn chân thấp chân cao nha. Thì mũi vừa rồi là móc bình thường. Cái mũi thứ hai thì các bạn móc xuống dưới cái chân cái lỗ bính cho mình ha. Cái mũi tiếp theo thì các bạn lại móc bình thường, các bạn móc xen kẽ cho mình đến hết nha. Thì cái hàng này cái dòng số 2 này thì cái mặt trên này các bạn móc cho mình được 66 mũi đơn ha. Mình thì mình sẽ bỏ cái hai cái chân này nè, tại vì không phải là bỏ mà là hai cái chân này mình móc bình thường, mình sẽ không móc chân thấp xuống. Tại nếu như cái chân này các bạn móc chân thấp xuống thì nó ngay chân cái chỗ ba mũi đơn vào cùng một chân ở hàng dưới á, cho nên chỗ này thì các bạn cứ móc hai mũi đơn thường cho mình thôi ha. Thì tiếp theo là sẽ là cái mũi nằm ở giữa, thì những cái mũi ở giữa thì mình cứ tăng là ba mũi vào cùng một chân hết ha. Rồi, bên này thì các bạn sẽ móc cho mình 67 mũi đơn. Các bạn móc cái hoa văn cho nó căng xứng ngang. Ở đây thì
bên hàng phía phía này á là mũi dài chỗ này thì mình đợi đến khi tới đây thì mình hãy móc mũi dài ha. Có nghĩa là mình sẽ móc 3 mũi đơn vào cùng một chân, xong sau đó móc 2 mũi đơn bình thường rồi mới tới mũi dài. Như vậy thì hai bên nó sẽ cân xứng, các bạn thấy là mình chọn cái kim cùng một cái lỗ nè. Đó. Nếu có chênh lệch thì cũng không có vấn đề gì ha. Nhưng mà mình để cho sản phẩm mình nó hoàn chỉnh á. Tương tự như vậy thì các bạn cũng móc đến cái phần nhọn bên đây, rồi các bạn cũng sẽ móc 3 mũi đơn vào cùng một chân luôn ha. Rồi móc cái mũi cuối cùng của cái dòng số 2 nha. Không biết có bạn nào thắc mắc là tại sao cái bên này thì lúc mình đi thì chỉ có 66 nhưng mà bên này thì tới 67, là tại vì cái khi mình móc hết một dòng thì ở bên đây nó sẽ dư ra một mũi tiếp ha. Tại vì từ mình chỉ tính là từ lúc mình móc là từ cái kim đánh dấu mình móc đi, cho nên sau khi móc một dòng thì chỗ này tăng mũi nó lại dư ra một mũi, một mũi, một mũi, ngoài mỗi một hàng nó cứ tăng lên ha. Cái mũi chỗ này thì mình sẽ móc mũi đơn chân dài nha. Rồi, cái đường đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình là 67 mũi đơn ha. Chỗ nào ở phía dưới á, đã móc chân dài á, thì mình móc mũi đơn bình thường nha. Còn chỗ nào mà bình thường thì mình móc chân dài. Rồi, ở phần đỉnh này các bạn cũng sẽ móc 3 mũi đơn vào cùng một chân ha. Rồi bên này tiếp tục móc cho mình 69 mũi đơn. Nhiều khi các bạn cũng không có cần đếm, cũng không có cần phải theo dõi mình nữa. Tại vì mình móc là 4 hàng ha, 4 cái dòng như thế này thì các bạn cứ lựa chân cái đỉnh nhọn á, cái chỗ mà mình móc 3 mũi đơn vào cùng một chân á. Cái mũi ở giữa thì mình cứ tăng mũi như thế này hoài thôi. Móc xong 4 vòng là xong. Sau khi móc 3 đơn cùng chân thì các bạn sẽ móc cho mình 2 đơn. Rồi, tiếp theo hàng cái dòng số 4 ha. Các bạn móc cho mình 68 mũi đơn ha. Cũng móc xen kẽ hoa văn vậy đó các bạn. Rồi, mình cũng móc 3 mũi đơn vào cùng chân ha. Móc tiếp cho mình 71 mũi đơn nha. Rồi, móc tiếp cho mình 3 đơn vào cùng một chân.
Sau đó móc cho mình 3 mũi đơn ha. Như là, vậy là mình đã móc xong cái phần quai rồi. Các bạn dùng thước đo lại xem là được bao nhiêu cm ha. Cái quai hồi nãy mình đo thì nó khoảng 33 cm ha. Cái quai đỏ mình móc thì nó tầm khoảng 34, mà sao cái này nó chỉ có 33, 32 mấy à. Thì nói chung là mình móc, các bạn móc trong vòng tầm khoảng 33 đến 34 cm, tùy theo cái tay mình móc siết hay là siết hay lỏng nha. Thì sau khi móc xong á, các bạn đặt hai cái quai lại như nè cho nó bằng nhau, rồi mình hơi kéo kéo để cho nó hai cái nó vừa khớp với nhau. Các bạn khi mà mình gấp quai thì hai cái quai nó bằng nhau ha. Rồi cái sợi dây á, để mình may thì các bạn lấy cho mình dài thiệt dài đi, dài khoảng gấp 3 tới gấp 4 cái chiều dài của cái quai nè. Rồi các bạn kéo cho mình ha. Sau khi móc xong á, thì mình thấy cái phần nhọn của mình nó hơi nghiêng các bạn, nó không có ngay ở phần giữa. Có lẽ là do cái kiểu móc chữ mũi đơn, chữ V của mình á, cho nên nó sẽ lệch một bên như thế này. Thì mình sẽ đánh dấu cái mũi ở giữa cho mình ha, là cái mũi 3 mũi đơn và cùng một chân á, thì các bạn dọn cái mũi ở giữa. Sau đó các bạn đếm qua bên bìa, mỗi bên là 8 mũi đơn ha. 2, 4, 6, 8. Thì cái mũi số 9 các bạn sẽ ghim cái kim băng vào cái mũi số 9 nha. Bên này cũng vậy luôn. 2, 4, 6, 8, 9. Vậy là mỗi bên mình sẽ bỏ qua 8 mũi đơn. Mỗi bên 8 mũi ha. Bên này cũng vậy. Mình không đếm cái phần đánh dấu rồi nha. Mình chỉ đếm hai bên này. Để mình xem cái chiều ngang là nó tầm khoảng 3 cm nha. Nếu như mà bạn nào móc siết quá hoặc là cái sợi của các bạn nhỏ thì các bạn có thể móc thêm một vòng nữa ha. Cách tăng thì như mình đã hướng dẫn đó. Ở đây ống nhựa các bạn sẽ cắt cho mình chiều dài là 25 cm nha. Các bạn nhớ là cái mình sẽ làm theo cái độ mo của cái sản phẩm nè. Đây là mặt sau ha. Thì sẵn đây thì mình kẹp vô mình làm luôn. Những cái túi trước thì mình sẽ làm ngược lại, là mình sẽ lật mặt phải ra. Nhưng mà sau khi làm cái này thì mình thấy là khi mình làm theo cái bề trái nó đưa ra như thế này á, mình cảm thấy sản phẩm của mình nó đỡ bị cong hơn các bạn. Mình cảm thấy là khi mình đưa mặt phải ra thì nó cứ bị uốn uốn theo cái sợi hoài à, nó không có tự nhiên á.
Rồi, các bạn sẽ luồn luồn qua luồn lại đến khi cái kim khâu của mình nó đụng tới cái kim đang đánh dấu này ha. Luồn từng mũi nha. Rồi. Ở đây thì mình sẽ làm một cái đường vòng ngay chân cái mũi số 9 mà mình kêu các bạn đánh dấu đó. Các bạn làm một cái đường vòng cho mình ha. Rồi. Những cái mũi còn lại thì mình khâu theo cách là các bạn khâu cái đường đứt khúc này cho mình. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn khâu đến cái chỗ cuối cùng là cái mũi số 9 ấy. Cái phần này nè. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn may trong cái phần khoen ngoai nha. Các bạn cũng làm một cái đường vòng qua cái dáng mũi cuối ha. Làm hai vòng cũng được nữa, tại vì mình một lát mình sẽ khâu với cái phần phân ngoài á. Ở đây là cái mũi giữa thì khâu với cái đường này ha. Còn hai bên thì các bạn, mỗi bên thì các bạn khâu tiếp cho mình thêm hai mũi nữa. Cái mũi số 2 này mình sẽ làm một cái đường vòng. Rồi bây giờ mình sẽ luồn kim qua đây á, cái mình khâu hai mũi bên này. Rồi mũi số 2 này các bạn cũng sẽ làm cái mũi vòng cho mình ha, hai vòng. Rồi các bạn đi trở về. Ở đây thì mình sẽ khâu một đường trở về đây. Qua bên này thì các bạn lại khâu tiếp y chang những cái khoen này ha. Tại vì mình đang tìm cái lỗ để khâu làm sao mà hồi nãy là mình đi một đường đứt khúc rồi, bây giờ thì mình sẽ đi
mình sẽ đi lại thành cái đường để lắp cái khoảng đứt khúc hồi nãy đó các bạn. Rồi tương tự như vậy các bạn khâu qua đến bên này rồi các bạn cũng làm tương tự như này ha. Cái khoan này thì mình nghĩ là nó kiểu như cái khoan này nó lộn vòng vòng thì chắc không có bị bề trái đâu. Nhưng mà các bạn cẩn thận hơn thì tốt ha. Sau khi các bạn may xong cái phần khoan quai bên này ha thì các bạn cũng sẽ khâu về cho mình vài mũi. Sau đó mình sẽ giấu sợi thừa đi nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn quai luôn ha. Các bạn tháo cái miếng này ra nè. Rồi, các bạn sẽ dùng ốc dài hơn ha. Cái ốc màu vàng này nè, ốc này dài hơn xíu để các bạn gắp cái phần quai. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn gắp quai trước khi mà nhảy lót cho dễ hơn nha. Ở đây mình đã có sẵn hai cái lỗ rồi, thì bây giờ mình chỉ cần đặt hai cái lỗ này nè, nó ngay chân cái hai cái lỗ đó, rồi mình để miếng kia cho mình dặn ốc thôi, nó cũng đơn giản ha. Ở đây là mình nhìn thấy cái lỗ ốc của mình, lỗ bên kia luôn á các bạn. Rất hoài. Mình xem cái quai này hơi nghiêng thì mình sẽ điều chỉnh, tháo cái điều chỉnh lại cho nó thẳng ha. Cái này nó nghiêng nè các bạn thấy không?